lời Jesus sâu lòng ai sâu đây thương sâu lời ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng đời tôi vốn chẳng những lệ đắng tôi đã ngư mất bao ngày lầm than trong nơi tôi đầy mà ơn Chúa thương xót khoan nhân đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu buồn lo đã làm mất vững tin nhưng Chúa đã cứu tôi về nhịp yên trong tay nhịp màu thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. Xin chúng ta cùng dở sách lễ trang 1 để tiếp tục thờ phượng. Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúc tụng nước Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Amen. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Chúng ta hãy xưng tội đã phạm cùng Chúa và người lân cận. Kính lạy Cha rất khoan nhân, xin thương xót chúng con, xin lấy lòng nhân từ tha thứ tội lỗi chúng con. Những tội chúng con biết hoặc không biết, những việc chúng con làm sai hay bỏ dở, xin đứng lên trước chúng con sống cuộc đời mới để phụng sự Chúa và làm vinh danh Ngài. Nhân danh của Chúa Thế Giêsu. Amen. Đức Chúa Trời toàn năng thương xót và tha hết tội cho ông bà anh chị em trong Chúa cứu thế, thêm sức cho ông bà anh chị em trong mọi việc lành và bởi quyền năng Đức Thánh Linh gìn giữ ông bà anh chị em trong đời sống vĩnh hằng. Amen. Chào mục sư, kính chào ông bà anh chị em. Bây giờ xin mời quý vị nghe bài đọc kinh thánh theo lịch phụng vụ thống nhất Chúa Nhật thứ 6 mùa Hiển Linh ngày 15 tháng 2 năm 2009. Bài đọc thứ nhất, Các Vua 2 đoạn 5 từ câu 1 đến câu 14. 30. Tạ ơn Đức Chúa đã cứu khỏi chết. Tôi đọc câu lẻ và mời quý vị đọc câu chẵn.
Côrintô đoạn 9 từ câu 24 tới câu 27. Xin anh chị em cùng đứng lên để nghênh đón phúc âm. Sách lễ trang 3. Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi lời thiêng liêng của sinh mạng. Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tình vị lời thiêng liêng của sinh mạng. Của Chúa cứu thế theo lời Thánh Mát. Vinh quang thuộc về Ngài, Chúa cứu thế. Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi khi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo: coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh em, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa đi ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nẻo nơi khắp nơi kéo đến với Người. Đó là phúc âm của Chúa. Vinh quang thuộc về Ngài, Chúa cứu thế. Xin chúng ta tiếp tục hát đoạn ca. Ôi lời dịu dàng, ôi lời dịu dàng, quý thay lời ban. Anh chị em an tọa. Chúng ta thấy trong câu chuyện phúc âm hôm nay một cảnh rất là chúng ta gọi là một trong những phép lạ của Đức Chúa Giêsu làm. Chúng ta biết là bên xứ Do Thái, theo luật Do Thái thì người cùi là được coi là một người ô uế, bị người ta gia đình cũng xua đuổi để đi ở riêng ở những cái trại cùi hay thung lũng cùi. Nếu mà ai mà rờ tay vào thân thể của người cùi đó, đó thì xem như là bị mất thanh sạch. Theo tiếng của Do Thái, theo luật của Do Thái thì kêu là bị ô uế cho tới chiều tối, rồi phải đi làm một cái lễ thanh tẩy, rồi mới được sạch trở lại. Bởi vậy cho nên chính gia đình vợ con cũng không đụng được, huống chi là một thầy tế lễ như là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng như là không phải thầy tế lễ, như là một người thầy dạy đạo của dân Do Thái.
Thành ra câu chuyện này nó dạy cho chúng ta rất nhiều điều. Nhưng mà bởi vậy cho nên chúng ta tưởng tượng lại trong cái chương trình những cái sự chữa bệnh có thể coi như là phép lạ của đời này, thì chúng ta có chứng kiến được những gì. Thường thường tôi hay nghe bác Bàn nói là bác đi tới cái ông đó, ông bác cầu nguyện đi đông tới thì sau đó thì hết cái chân bác hết. Nhưng mà ngoài ra những cái chương trình như vậy, những trường hợp như vậy thì có những chương trình TV, phải không? Chúng ta thấy là có những chương trình TV ông này cũng chưa sờ tới mà người ta đã ngã xuống rồi,